Chào các bạn. Rất vui hôm nay nhà Việt TV chúng tôi có điều kiện lên trên Yên Bái. Thì tôi vào bản của người dân tộc Thái Chẵng. Thì ở đây là các cái nhà sàn ở đây đã thay đổi nhiều rồi. Một số thì là chuyển thành nhà xây bằng xi măng cốt thép, còn một số nhà gỗ thì cũng đổi mới nhiều. Tìm mãi thì tôi mới thấy được một cái nhà mà có kiến trúc chuẩn của nhà sàn của người dân tộc. Thì tôi muốn quay giới thiệu cho các bạn một chút để đổi mới cái nội dung trên kênh. Thì các bạn biết là cái kiến trúc nhà sàn ấy, của người dân tộc ở vùng cao ấy, thì nó cũng là một kiến trúc khá điển hình. Cũng giống như là kiến trúc nhà kẻ truyền ở dưới miền xuôi ấy. Có cái là cái đặc thù thì nó khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn luôn. Bởi vì thực tế là ở vùng cao thì là thứ nhất là họ có cái nhu cầu mà nuôi gia súc, gia cầm ở dưới là một. Với hai là đặc thù là ở rừng núi rắn rết nhiều ấy. Thế đâm ra là nhà thường phải là đậy cao lên. Thế đâm ra cái thiết kế của cái nhà sàn người dân tộc ấy, thì bao giờ cũng có hai phần. Một phần ở phía dưới sát đất này là cái vùng mà họ để vừa để cách đất cao lên để tránh các cái động vật như rắn rết ấy, và vừa là để chỗ nuôi gia súc gia cầm. Thế đây các bạn nhìn này, cái vùng này cao, tôi đứng là cao hơn người tôi. Tôi nghĩ là từ dưới nền này, đây này, lên đến cái mép dưới của cái sàn này, đây là cái sàn ngang này, chắc phải tầm khoảng 1m8. Đó. Thế còn ở phía trên thì mới bắt đầu ở. Có nghĩa là về kết cấu là nhà hai tầng đấy, có cái là tầng thì thấp. Thế thì ở phía dưới này thì là người ta sẽ nuôi gia súc và gia cầm. Tôi lấy sáng lại một chút. Đó. Là cái vùng này là sẽ là nuôi gia súc, ví dụ như là trâu bò chẳng hạn đấy. Trâu bò, lợn, gà. Trâu bò, lợn, thế còn gà thì đây, tách riêng ra. Gà là gia cầm. Nói chung là ở đây người ta chăn nuôi, đâm ra là cái cảnh có thể không được đẹp lắm. Ví dụ là sự có phân, rồi có các cái như cỏ này, rơm rạ. Thế nhưng mà thực tế thì nó là như vậy. Đâm ra là mình đến đâu thì mình thích nghi đấy thôi. Đây, đây là cái khu này, khu tích trữ rơm rạ khô này. Bò này. Còn đây là lợn má này. Đây chắc chuồng gà. Còn đây. Cái khu này thì tôi nghĩ là chắc để nuôi lợn. Còn đây là cái vách này. Vách bên ngoài này. Phía mặt sau đấy. Thế thực ra là ví dụ sử như quay cái này có thể nhiều bạn bảo là không được đẹp lắm hoặc là mất vệ sinh, nhưng mà thôi, đấy là cái cuộc sống của người dân đồng bào, đúng không? Mình phải tôn trọng người ta chứ. Thế cái lối tôi đi vào đây là cổng đó, lúc đó lúc lấy ra cổng, thế đi ra cái mặt đằng sau xem có gì đặc biệt nhé. Đây, đây, đây là như ban công. Đó, đây là quang cảnh xung quanh này. Nói chung là khi có điều kiện thì tôi cũng cố gắng là đi giới thiệu thêm các kiến trúc ở các nơi đa dạng hơn để cho dần dần
để cho kênh cũng đa dạng về hướng nội dung là một, với thứ hai nữa là để xem và các hướng các bạn quan tâm, là nếu các bạn quan tâm đến cái kiến trúc nào nhiều thì tôi sẽ tập trung hơn. Đó. Cái nhà này thì tôi hỏi bên chỗ cô chủ nhà này, cô bảo nhà này được hơn 20 năm. Ở trong bản trao này thì đây là một cái trong những nhà mà gọi là cũ nhất. Còn bây giờ người ta làm mới nhiều nên tôi không quay. Đây là cầu thang lên này. Các bạn thử đếm xem có bao nhiêu bậc không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nghĩa là 10 bậc lên đúng không? Không biết là có con số để ý như 10 người miền dưới không? Đây, đây là cái sàn này. Người ta rửa giấy ở đây luôn. Đây là rễ cây. Người ta hay lấy rễ cây rừng này về để đun nước uống. Nó cũng là những cái vị thuốc rất tốt đấy. Đây là cái vùng này, là cái vùng mái tương đương với ngoài hiên. Kia, dưới kia là một vùng bếp này. Bên này là khu chuồng lợn. Còn khu này là khu tích trữ cỏ, rơm rạ khô để làm thức ăn cho trâu bò vào mùa đông. Thế còn ở phía trên này này, tương đương như gác xép. Đấy. Để đồ để đạc. Còn cái nền, cái phiên này gọi là cái niếp bằng tre lứa. Đó. Đây, bắt đầu đây cửa vào đây. Cửa gỗ. Cái nhà này là gần như là bằng gỗ hết đấy nhá. Đây này, kể cả cái mái này cũng là gỗ bóc đấy. Gỗ này gỗ bóc các bạn nhé. Có nghĩa là ngày xưa là không chưa có cưa, nên người ta phải bóc bằng đục hay bằng những cái gì đấy mỏng có thể tách ra được. Thường thường sẽ là bằng đục, xong đột thì mới bóc ra được tấm bản rộng đến 30-40 phần này. Thấy mọi người giới thiệu đây là gỗ pô mu, thế một phần hỏng thì người ta phải dùng ngói bô rô xi măng. Thì cái nhà này mất một phần là ngói bô rô xi măng. Rồi ok, mời các bạn vào phía trong nhé. Và nhìn bố cục thì nếu mà ai chưa nhìn cái kết cấu của nhà người dân tộc thì nhìn thấy lạ. Đây tôi sẽ lìa tổng quan một lượt ở cái kết cấu bị kèo cột cũng như là cái bố cục của không gian. Này tôi quên mất tôi không đem cái đèn flash lên, các bạn thông cảm ánh sáng chút nhé, không được sáng lắm. Thế thì các bạn nhìn này, thứ nhất là về cái phần kết cấu phía trên này. Đó, các cái vì kèo này là đã lược hóa của kết cấu nhà kẻ chuyển đi nhiều rồi. Đây là cái kết cấu rất phổ biến của nhà gỗ, kể cả nhà gỗ của dân dưới miền xuôi cũng thế, đều dùng kết cấu cửa này. Còn đây là các cái hàng cột thông từ dưới lên này. Đây là hai cái hàng cột này, hai hàng cột chính. Thế còn bên phía đằng sau ấy, là các cái cột quân để vách gắn vào. Đó. Đây còn đây là bếp này. Bếp đun trực tiếp cho nó. Người dân tộc thì người ta hay đun như này, ấm. Còn trên này là để các đồ khô, ví dụ thịt gác bếp là hay để đây. Rồi các đồ khô. Đây khu này là khu
bàn ghế tiếp khách này,